Qua chừng nay ăn giò chị Mai chiều trúng số luôn á. Ăn giò heo chị Mai cho. À thế à. Xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn Du Lịch nhé. Tại mình đang có mặt bên hàng heo quay Kim Mai. Hôm nay qua đây tiếp tục quay heo và làm bánh mì giới thiệu đến cô chú các bạn cùng đón xem nhé. Hôm nay có cả chị Mai buổi sáng ra đây ngồi đếm tiền. Ở đây địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, đường 4 quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18 giờ. Tâm này vui quá hả? Vui sao không vui anh lễ mà. Giải phóng mà anh. Ngày này ngày gì ta? Ngày giải phóng mà. À. Lễ mà. Đúng hôm nay. Ừ. Chị Tâm á, nay chị Tâm vậy. Chị ta chị Mai giải phóng cho chị Tâm đi làm xe một bữa. Chị Mai nó vô tư. Là kêu anh kia đây. Kêu hàng đó đây. Bánh mì heo quay 15 ngàn một ổ đó. Buổi sáng là bán quá trời. Bán cho hai ổ của mình. Trúng luôn hả? Lấy cái số trúng đó ông trên đổi mà lên bán ta đi nha. Nghi gì vậy lắm. Xong rồi nó đi nè kìa. Trong nửa ký ba giọt. Thấy sáu tờ đi gì vậy? Ở chặt không ạ? Ở chặt thôi. Bảy ơi, bảy sao tờ đi giống nhau nghe. Đó rồi số chúng nãy á. Đó rồi số chúng nãy á. Bảy sao tờ giống nhau đi. Bánh gì con? Đúng không? Để thêm tờ là bảy tờ. Đây Lộc Lá tiếng ơi. Rồi ok cảm ơn. Đây nghe Lộc Lá nghe. Cầm đây bây giờ chị Tâm ơi. Cầm cho chị Mai luôn nghe, lọc lá cho chị Mai nha. Ủa chị Mai, lọc cái gì cho Mai nha. Sáng có đi còn tổ không mà bắt chị Mai mà chị nha. Không, mấy bữa năm có đi buồn. Sao lãng không thiệt nha, chừng luôn chị Nga nha. Nó
miếng thịt tâm ra làm bánh mì thấy ngon quá trời luôn. Nạc không? Mẫu 24 mẫu, dưa ngoài đầy đủ luôn nha. Rồi, khách mua 4 ổ bao. Rất nhiều. Quay diễn viên à chứ đâu quay người mua đâu. Em quay thật theo mà anh ơi. Bán rồi, giải phóng rồi. Bán mà người mua. Chơi vậy. Cảm ơn. Anh tí tụi có chỗ để xe đẹp luôn ha. Lâu lâu có gì. Bánh tiêu vụ đi chơi suốt ha, nghỉ ha. Sướng ạ, bánh tiêu sướng ạ. Thôi, nhắc bánh tiêu thì có bánh bao tới luôn thì chị Tâm. Hả? Bán ngày chậm lắm. Ờ. Bán ngày tùy đến món. Đúng rồi. Nếu món người ta, mấy người ta lễ đi, bán không được bán này. Đúng rồi. Ở đây mình bán được, mình mới bán chứ bán được cũng nghỉ chứ tự tác gì. Đúng rồi. Ví dụ mình nói sao bán mà không nghỉ, mà tại bán được, tôi nghĩ là được. À. Nếu bán được, tôi bán làm gì? Đúng rồi. Ngày trai chỉ bán được bình thường thì chị bán chứ. Mai chia sẻ thật lòng. Lòng là vậy. Chứ bán được cũng không nhờ nghĩ bán được chơi rồi mình đóng được luôn. Đúng rồi. Chứ không có tiền, không có ai mua thì cũng nghỉ thôi chứ đúng không? Ở nhà chơi cho khỏe. Nếu mà mình nghỉ, nghỉ nó ai phục vụ quý khách. Nghe thấy thương không? Nghe thấy xúc động đậy luôn. Xúc động đậy. Xúc động đậy là làm sao? Là nhúc nhích đó chị. Xúc động đậy luôn. Đấy không gì mai. Mình nghĩ ai phục vụ cho hết. Tốt quá. Dạ tốt ghê. Bữa nay bà nghĩ bà nói vậy á. Bà có nghĩ đâu. Cái ai phục vụ sớm. Không có đâu. Theo mới trở ra. Làm thế á. Làm thế ai làm rồi. Đâu có đi chơi đâu. Tối đi chơi. Không có đi luôn á. Tối đi hôm qua. Không có luôn á. Hôm qua về tới nhà hái chân con giả luôn à. Có nhà con đóng bóng giấc hai không? Không luôn. Sao vậy? Sao vậy? Không có đi giấc hồ đâu. Tao bớt rồi mà. Nó xa nó hồi được nó xa mẹ ơi. Cho tao đi. Con này nó đi chơi. Chùa đói quá ăn lấy cái bánh của trên chùa ngang rồi nó khô cát nữa đó. Rồi mẹ nó nói thầy này những buồn thì nó ăn miếng luôn mẹ con luôn. Nói thầy con mới tới thầy rồi với con hùng luôn á ăn cái bánh gì si cu gì đó cu bay hả mẹ con chết rồi con ơi. Nếu ai cúng ở trên mấy cái bàn á mà nó ăn đi thiệt tình cũng ăn bụng. Hôm qua cái đó ăn rồi ba mai.
Ly, kêu kêu sinh tố uống đi. Thế là 1, 2, 3, 4 6, 6 ly. 6 ly sinh tố rồi Tâm ơi. Ờ. Còn kêu là 100 ngàn. Nhỏ nhỏ. Năm đi 100 cây là nó đã có được rồi. Tao ổn 45 của ai? Tao ổn 100 ngàn chặt không gì? Chặt. Ít mỡ đi. Ký có chặt không chú? Có. Chặt ăn bún thôi nha, chặt nhỏ nhỏ. Chặt không? Dạ, không, cái chặt, không chặt,
Chén nhỏ chị Nga ơi. Khách mua heo rất đông. Bữa trước tính tiền chưa? Chưa. Ba đậu bên đây là ba. Đi. Hai cái giờ này nha. Đi sáu rồi. Sáu là 24. Tiếp chuẩn vậy, đúng 1kg luôn hả? Để ăn cho đây quay. Chặt chuẩn thế trời. Gần 1kg nha. 1kg nữa. Quá chuẩn. 320 chưa bao giờ tính tiền thêm đâu. Nhiều người nói là chị Mai chắc có phước sao được tuyển được dàn nhân viên, ai cũng chịu khó chăm chỉ. Nhanh lẹ đấy chứ. Ai ổng mày? Để chị đem có lấy ngọn. Mày không mớt thôi. Đúng rồi. Một cái trang, một cái không trang. Rồi, ổ 20, hai ổ, cái trang, cái không. Cái là không trang làm chú. Rồi, giấy trắng đó chú ơi, không trang. Quá ngon. Giấy trắng nha. Ba lạng chặt ra để nguyên. Ba lạng chặt đây, đi thôi. Đây, ngon. Mày sống mà chị. Ba giỏ 320. Cái này 120 cô lấy luôn không?
Ba gọi nhiêu cho mà em? 323 ổ, 320 đấy, giờ đặt 300. Đi con. Bán á. Bán á con. Bán á, không mua phải chưa? Bây giờ trả đi đi con, đâu ai lấy đâu. Bán á. 4 ổ 8 người. Khách mua heo quay và bánh mì quá trời luôn đó cả nhà. Rất đông. Hôm nay ngày lễ 1 tháng 5. Bánh mì bên tay phải luôn nha bà con. Không mua 300 ngàn hay 300 gram ạ? 300 gram. Chặt không? Chặt nhỏ luôn. Mấy ổ, ổ 2 cục. Ổ 20 mấy ổ. Cái đó 501. Cái này 300 gram 100 ngàn. Rồi chị lấy 150 ngàn chặt không? Thăm trang giấy trắng nha. Hả? Thăm trang giấy trắng. Lấy gì cô? Một cái kiếm. Cô có chặt không? Cho ổ bánh mì. Bánh mì làm không kịp để bán. Bánh mấy ổ? Một ổ.
đi chị ha. Để hàng thôi. Tới chỗ còn tròn 2 lần 20 mấy lần? 1. Có bỏ ớt nhiều không? Không. Nửa ký con nhiều vậy? Nửa ký con nhiều. Lấy con nửa ký vòng lại lấy trả tiền à. Dạ 15 quá ngon chưa? Nói 5 ngàn con kia chấp. Đó, ở đây trung tâm mang heo ra cho khách. Mua quá trời luôn này. Làm sẵn bánh mì khách đến hay là có không phải đợi. Tóc cũng phải lấy quay giờ lên. Không là cũng đợi bây giờ là ẩm bơ. Cái bơ. Ừ, không còn. Chương có lạ. Chỉ còn có 3 miếng thôi, đang chờ chụp ảnh qua. Lâu lâu chị Tâm gọi điện, ông chắc đang ngủ phải dậy đó. Ê, bắt cóc chị Hằng bỏ vô camera luôn bà con ơi. Máy quay luôn nè. Chị bánh mì. Không lấy sọt à chị? Sợ quá nhỏ. Dạ, dạ. Lấy ra heo quá phần á. Có tờ giấy không? Đâu? Đi lại cầm. Đồng quá. Cho tôi ổn này luôn. 100 ngàn một ngày đi.
hai 60 75 75. Mỗi mì thì để chưa lẹ rồi. 300 đang có chặt không có lấy ngọn xuống đó. Còn bún còn đó. Ổ mì thì không chưa, của chú kế bên. 300 gram để Nguyên ở chặt. Làm theo. Rồi cho con 100 ngàn đi. Ok ok. Ôi, cảm ơn chị Mai. Cây nhiêu tiền mà? Cây lấy đẻ 100 ngàn thôi được. Cho thêm 2 lạng cho chị, chặt nhỏ đi. 100 ngàn. Quá kìa. Ăn thì thôi, đừng gói con về đó. 30 thôi không chị ơi. Qua chừng nay ăn giò chị Mai chiều trúng số luôn á. Ăn giò heo chị Mai cho. À thế à. Giò thủ chứ không phải là chả lụa không? Đây giống chả lụa mà. Tốt chị Mai. Cái này là đang quen giò á. À. Chứ là đang bông á. À. Chị Mai làm luôn hả chị Mai? Trời ơi. Lấy nhỏ đi chơi đó. À dạ. Lấy 2 hộp, cái hộp 3 lạng, bà lấy đi chai giòn nha. 5.000 cho bà, có bà. Lấy đi cho bà. 5.000 cho bà, lấy đi. 2 hộ. Ở đây thì 1 hộ, đây, đây. Nhiêu dạ? 245 con. Cái này được chắc em biết nữa tí. 245. Cái này có dư rồi. Cái để chân đúng cho mình đúng một cái đi đúng cái sao bỏ vào vậy rồi bỏ đi nha. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều nhé. Giấy trắng nha, giấy cháy không?